Cổ động viên Monterrey hả hê chế nhạo, Messi đã run sợ. Lionel Messi phải hứng chịu những lời chế nhạo từ những người hâm mộ Monterrey khi Inter Miami chịu thất bại tại CONCACAF Champions Cup trên sân nhà. Sáng ngày 4 tháng 4, Inter Miami bước vào trận tứ kết lượt đi CONCACAF Champions Cup với việc tiếp đón Monterrey trên sân nhà. Đội bóng vùng Florida sớm có lợi thế khi Thomas Arvin tìm được bàn thắng ngay đầu hiệp 1. Tuy nhiên, họ lại để thủng lưới hai lần trong hiệp 2 sau khi David Ruiz bị đuổi khỏi sân và kết thúc trận với thất bại đáng tiếc 1-2. Đáng chú ý, Messi không tham gia trận đấu này khi anh đang nỗ lực trở lại sau chấn thương, nhưng nhà vô địch thế giới vẫn bị các cổ động viên của Monterrey chỉ trích. Những người hâm mộ của câu lạc bộ Mexico đã hát Messi sợ hãi khi cầu thủ từng 8 lần giành quả bóng vàng vẫn ngồi yên trên khán đài. Sự hả hê của cổ động viên đến từ Mexico là điều dễ hiểu, bởi câu lạc bộ Monterrey đã có một trận đấu hay khi lội ngược dòng trước đội bóng có Suarez, Busquets và Alba trong đội hình. Nhưng nên nhớ, chính Messi là người đã sút rách lưới đội tuyển Mexico tại vòng bảng World Cup 2022, qua đó trực tiếp tiễn đội bóng Trung Mỹ về nước. Vậy nên, việc các cổ động viên nơi đây ghim M10 là chuyện quá bình thường. Inter Miami chắc chắn sẽ hy vọng được thấy Messi trở lại cho trận tái đấu với Monterrey. Họ sẽ đến Mexico vào ngày 10 tháng 4, với ít nhất 2 bàn thắng cần thiết để đi tiếp trong một giải đấu vẫn áp dụng luật bàn thắng sân khách. Đội bóng của Tata Martino sẽ thi đấu tại MLS khi gặp Colorado vào thứ Bảy tuần này, với khả năng Messi, người đã trở lại tập luyện sẽ tham gia vào trận đấu đó.